Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em toán lớp 8 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng tôi sẽ bài giảng Hệ Liêm để các em hãy dễ hiểu. Các em sẽ không khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 33 hai tâm giác đồng dạng tiết số 3 phần bài tập trang 82. Trước hết mình sẽ làm câu 9.1. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNB phở. Khẳng định nào sau đây là không đúng? Như đây là hai tam giác đồng dạng thì các em sẽ nhớ là người ta viết như vậy có nghĩa là góc A sẽ bằng góc M, góc B sẽ bằng góc N và góc C sẽ bằng góc B phở. Mình có thể quán đổi các vị trí các này nhưng phải tương ứng với nhau, có nghĩa là thay đổi như thế nào để nhìn vô là theo thứ tự là A phải bằng M, B phải bằng N và C phải bằng B phở. Mình quan sát đáp án A như là M góc M sẽ bằng góc A, đúng. Góc N bằng góc B, đúng. Và góc B phở bằng góc C, đúng. Mình xem đáp án B. Góc B sẽ bằng góc N, B bằng N, đúng. Góc C bằng B phở, đúng. A bằng M, đúng. Kiểm tra đáp án C. C bằng B phở, đúng. A bằng M, M, đúng. B bằng N, đúng. Mình xem đáp án D. A bằng góc M, M, đúng. C bằng N, C bằng B phở chứ đâu phải bằng N, như là thứ tự này không bị đúng. Như là câu D là câu khẳng định không đúng nha. Như câu 9.1 mình sẽ chọn đáp án D nha. Nó phải tương ứng với nhau theo thứ tự để mình nhìn vô biết là cái góc tương ứng sẽ bằng nhau. Đúng. C bằng N là sai, C phải bằng B phở. Đúng. Như mình xong câu 9.1 mình sẽ làm câu 9.2. Giờ câu 9.2 khẳng định nào sau đây là đúng? Hai tam giác bằng nhau khi đồng dạng với nhau. Chắc chắn giờ hai tam giác bằng nhau sẽ đồng dạng với nhau và tỷ số đồng dạng ở đây sẽ là 1 nha. Như câu A là câu đúng. Câu B, hai tam giác bất kỳ đồng dạng với nhau, bất kỳ đồng dạng, bất kỳ sao đồng dạng với nhau, câu này sai. Hai tam giác đều bất kỳ đồng dạng với nhau, câu này đúng. Hai tam giác đều có nghĩa là hai tam giác đều có tam giác đều là tam giác có ba góc đều là 60 độ thì tam giác đều kia cũng là ba góc 60 độ thì chắc chắn phải đồng dạng với nhau. Như vậy là hai tam giác đều bất kỳ sẽ đồng dạng với nhau là câu đúng. Vì có các góc đều bằng nhau. Đúng. Câu D, hai tam giác vuông bất kỳ đồng dạng với nhau là sai. Vì tam giác vuông là tam giác có một góc vuông nhưng mà hai góc còn lại có thể lớn nhỏ khác nhau. Nên hai tam giác vuông bất kỳ chắc chắn không đồng dạng với nhau. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau là sai rồi. Bằng nhau thì đồng dạng nhưng mà đồng dạng thì có cái lớn cái nhỏ chứ. Đúng không? Như là mình xong câu 9.2 mình sẽ làm câu 9.3. Giờ câu 9.3. Trong hình 9.9 ABC là tam giác không căng. MNB phở lần lượt là trung điểm của BC, CA và AB. Hãy tìm trong hình 5 tam giác khác nhau mà chúng đôi một đồng dạng với nhau, giải thích vì sao chúng đồng dạng nha. Mình sẽ quan sát hình 9.9 tam giác ABC. Giờ ở đây mình có người ta ký hiệu giống nhau, có nghĩa là B phở chính là trung điểm của AB, N chúng D là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC. Như vậy ta có là B phở A sẽ bằng B phở B và NA sẽ bằng NC, CD là N, B phở N sẽ song song với BC. Đúng này. Thì có nghĩa là tam giác ABC đồng dạng tam giác AB phở N. Đúng này. Như câu này các em sẽ làm như sau. Ta cầu. Như vậy theo đề bài mình thấy là AB phở sẽ bằng BB phở. NE sẽ bằng NC. C NB phở sẽ song song với là BC. B phở sẽ khổ. B phải khổ AP. Và N sẽ khổ AC. AC.
C giờ như tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác AB phải là tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác AB phải là giờ tiếp tục mình có gì nào? Giờ mình sẽ có b phở a bằng b phở b và mb sẽ bằng mc, có nghĩa là mb phở song song ac đúng này ta có thì. Như mình sẽ có ab phở sẽ bằng bb phở mb bằng mc c MB phở song song với là AC. Và B phở sẽ thuộc AB. M sẽ thuộc BC. C là tam giác. ABC sẽ đồng dạng với là như vậy tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác B phở BM. Tương tự thì mình sẽ có là MB bằng MC và NA bằng NC, có nghĩa là MN song song với AB. Đúng rồi. Ta có thì MB bằng MC, NE bằng NC, CE, MN song song với lại AB, M sẽ thuộc BC. Và N sẽ thuộc AC. C hai tam giác đồng diện. Tam giác ABC sẽ đồng diện với tam giác ABC đồng diện với tam giác NMC. Giờ tiếp theo mình có là tam giác ABC đồng dạng với A B phở N, tam giác ABC đồng dạng với B phở BM, CE là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Như đây mình sẽ để số 1, đây mình sẽ để đến số 2, từ 1 và 2 CE. Từ 1 và 2 C. Như tam giác AB phở N. Sẽ đồng dạng với tam giác B phở PM. Tiếp theo ở đây mình sẽ đánh số 3. Giờ như là tam giác ABC đồng dạng với này. Tam giác ABC cũng đồng dạng này, nhưng mà si gia hai cái này sẽ đồng dạng với nhau. Từ 2 và 3 si gia. Như tam giác B phở BM sẽ đồng dạng với tam giác NMC. Đúng này.
Giờ như mình đã đủ năm tam giác khác nhau mà chúng đó đâu một đồng dạng với nhau, đúng này. Như là mình xong câu 9.3, 9.3 kem hiệu bài, kem xong hết video hệ với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu 9.4. Cho tam giác ABC căn tại đỉnh A và tam giác MNB phở căn tại đỉnh M. Biết rằng là góc BAC có nghĩa là góc A này sẽ bằng B phở MN, có nghĩa là hai góc này bằng nhau. Và người ta cho là AB sẽ bằng hai lần MN. Như đây là tam giác ABC là tam giác căn, có nghĩa là AB sẽ bằng AC và góc B sẽ bằng góc C. Tam giác MNB căn tại M có nghĩa là MN sẽ bằng MP và góc N sẽ bằng góc B phở. Mà mình có là AB bằng hai lần MN và góc E bằng góc M. Góc E bằng góc M có nghĩa là góc B bằng góc C bằng góc N bằng góc B phở. Và AB bằng hai lần MN có nghĩa là MN chia B bằng 1 phần 2. MB phở chia AC bằng 1 phần 2 và NB phở chia BC cũng bằng 1 phần 2. Đúng rồi. Như đã hay đây là hai tam giác đồng dạng, có thể xếp đồng dạng là 1 phần 2. Như câu này các em trả lời sai. Ta có tam giác ABC căn tại C, ABC bằng AC và góc B sẽ bằng góc C. Góc B sẽ bằng góc C. Tương tự tam giác MNP căn tại M. C là MN sẽ bằng MP phở. Và góc N sẽ bằng góc B phở. Góc N sẽ bằng góc B phở. Mà AB bằng hai lần MN và góc A có nghĩa là góc BAC, góc BAC chính là góc E, góc BAC chính là góc E sẽ bằng góc M chính là B phở MN, B phở MN. Như là hai góc này bằng nhau thì bốn góc còn lại sẽ bằng nhau. Giờ C như giờ C bốn góc này sẽ bằng nhau. Góc B sẽ bằng góc N và góc B bằng góc C bằng góc N góc bằng góc B phải luôn. C góc B sẽ bằng góc C bằng góc N và bằng gây phở luôn. Bốn góc này sẽ bằng gì? CE MN trên AB sẽ bằng MB phở trên AC. Như là MN trên AP
C bằng MB phở trên AC. C bằng NB trên BC. C bằng 1 phần 2. C và hai tam giác này sẽ đồng diện với như tam giác MNB phở sẽ đồng diện của tam giác ABC. Với tỷ số đồng dạng là 1 phần 2. Giờ như là mình xong câu 9.4, 9.4 kem hiệu bạc, kem xâm khích quy đồ hệ kem hiệu bạc nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng thì hiệu quả cũng khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hệ Liêm, cái sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hệ Liêm. Hay chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.